ba lỗ quần đùi chơi thêm quả tóc vuốt phải làm để mua sữa không thật con nó lại khóc suốt dăm ba cái stream cứ đêm là vào làm ngồi trong lồng kính chạy các gì đồ bảo tàng chuyên gia tư vấn tâm lý cho thật đông các cháu cái nhiều trẻ con Lương Văn Can ngày 1/6 em nào còn bé quá giờ mai đi học ngủ nhanh còn các em còn lại hãy về với tộc của anh làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trường tộc là bố sói chồng của bà chủ cây quỳ phân là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vay làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trường tộc là bố sói chồng của bà chủ cây quỳ phân là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vay đông độ tộc độ tộc mới về với tộc của anh mới về với tộc của anh độ tộc về nguyên cả bộ tộc anh em thích không lớn tôi thề muộn thì ngồi nghe ra mặt chuyện của mấy ông già chơi ở ao làng ăn đặc sản là khô gà còn nếu đã không thích thì đừng qua thăm đây đừng để tôi mà ngứa mắt lại khóa môn 300 giây nói thế này thì nó lại bị hợp lý là hổ báo có to đến đâu cũng phải đua sói vé tí làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ canh sắp là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ canh sắp là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây đông độ tộc độ tộc mới về với tộc của anh mới về với tộc của anh độ tộc độ tộc độ tộc mới về với tộc của anh mới về với tộc của anh làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ canh sắp là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây làng này là căng đét tộc này là chất lư không phải là ăn đét tộc này là bất tử trưởng tộc là bố sói chồng của bà chủ canh sắp là biệt đội cần hết tất cả đối thủ vây đông Chào cả lò nhà mình. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ. Vừa vào có ông mẹ nịnh cái nậu ruột thì ui Hà Nội đang lạnh vãi cả cứt các bạn ạ. Mà nếu như Hà Nội lạnh như thế này thì chứng tỏ là các bạn đang ở trên vùng núi nó còn lạnh hơn, nó còn dã man hơn. Nên là hôm nay xin phép các bạn là trong đợt gió mùa đông bắc kinh khủng này tôi phải thay đổi phong cách thời trang của tôi trên livestream một cái. Tôi phải đổi sang mẹ áo giữ nhiệt ngay. Đéo chịu được. Thế nãy đi tắm mẹ lạnh đéo thấy chim đâu. Vách cả cứt thật. Cả ngày hôm nay đéo dám mò khỏi nhà. Lúc chiều thằng Bô nó qua nhà nó đưa cho ít đồ mẹ chạy xuống nhà ủ ôi. Khiếp. Mẹ sốc nhiệt mẹ luôn. Thôi, đéo chơi áo ba lỗ được. Ngày xưa khi mà tôi làm cái phòng này đéo có điều kiện, hiểu không? Cân đo đong đếm giữa cái điều hòa 2 chiều và điều hòa 1 chiều. Thôi bảo mẹ tiết kiệm tiền, đời mình chắc đéo giờ mẹ lạnh cái mức mà dùng cái điều hòa 2 chiều đâu. Đóng mẹ cái điều hòa 1 chiều vào xong rồi bây giờ mới thấy hối hận này. Nếu như bây giờ có điều hòa 2 chiều tự nhiên là bật chế độ mẹ ấm ấm lên một cái. Từ từ nhá, nó có một cái gì sai ở đây này. Cái đèn ở đằng sau con này nó bị rơi. Nó thành một cái đèn xanh ở bên dưới nếu như tôi nhìn không nhầm đúng nhỉ? Ơ đúng mẹ rồi, sao nó rơi đèn được nhỉ?
Mẹ chính là đèn ông Bô mua bền phết, mẹ mua trên Shopee có mẹ 30.000 một cái thôi mà đéo hiểu sao dùng từ năm 2020 cho đến tận bây giờ. Đéo hỏng là đéo hỏng. Đỉnh thực sự ạ. Ôi dạo này tôi đang bị tôi đéo biết tôi bị làm sao. Tôi nghĩ là chắc là tôi lại bị khuẩn HP trong dạ dày giống như đợt tháng 5 vừa rồi tôi vừa bị. Cảm ơn Quang nhé, cảm ơn nhiều. Tháng 5 vừa rồi tôi bị một cái trận là cứ kiểu nó cứ đau bụng dâm gian, nó khó chịu vãi cả đái luôn nhá. Ăn uống đéo thấy ngon mồm, xong kiểu lúc đéo nào trong trạng thái bực dọc khó chịu. Xong rồi mẹ cứ ăn xong một cái là mẹ đau bụng, nó cứ đau cả ngày luôn, nhưng mà ăn xong cái là nó bị đau dữ dội luôn là phải đi ngoài. Mẹ cả một tuần liền đéo thấy mẹ mày hình cục cứt là hình như nào cả, mẹ toàn bắn pháo hoa thôi. Đợt này lại bị như thế tiếp. Thì đợt đấy tôi có đi nội soi cả đại tràng, cả dạ dày xem nó bị làm sao. Thì bác sĩ bảo là tôi bị khuẩn HP trong dạ dày. Đợt này cũng y hệt như thế, không đéo phải đại tràng. Đợt đấy tôi cũng nghĩ là tôi bị đại tràng. Tại vì khi mà tôi bị một cái bệnh gì đấy thì tôi sẽ nghiên cứu rất là kỹ là triệu chứng của mình như thế nào. Xong mình sẽ lên để mình search thử xem là nó có đúng với mình không. Khi mình hiểu rõ cơ thể của mình thì đến lúc ra khám thì bác sĩ người ta hỏi cái gì mình biết trả lời cái đấy thì nó cũng dễ hơn. Và đợt đấy tôi ra nội soi hết cả dạ dày cả đại tràng thì nó đéo bị vấn đề gì cả. Ừ, nó chỉ là bị khuẩn HP thôi. Thì sau đấy sau một cái phác đồ điều trị mất đâu đấy khoảng 15 ngày, bao gồm uống thuốc, uống tất cả những cái loại thuốc đéo gì ở trên đời, từ những thuốc kiểu kinh vãi cả cứt cho đến những cái thuốc kiểu đéo dễ uống một tí nào. Tẩy run trước tôi vừa mới tẩy xong, tôi vừa tẩy cách đây một tháng xong, cả nhà tôi vừa tẩy xong, đéo phải là do run. Thì nó bị quả đấy, sau quả phác đồ điều trị đấy thì tôi khỏi sau. Trong cái giấy khám bác sĩ có hẹn là 2 tháng sau đi khám lại. Nhưng mà nếu như mà 2 tháng sau mẹ tôi đi, bác sĩ lại gây mê tôi phát nữa, xong mẹ tôi lại chổng đít lên để mẹ cắm mấy quả camera nội soi vào đít nữa thì tôi đéo chịu được, thốn với cả cứt. Thế là tôi lười, đến tầm tháng 7 là tôi sủi mẹ luôn, tôi đéo đi khám lại nữa. Đến tận đợt này kiểu mọi thứ nó đang rất chi là bình thường. Đợt vừa rồi uống đâu đấy khoảng 1-2 trận rượu một cái, hay là đi ăn uống linh tinh, tôi đéo biết là tại sao nữa. Ừ. Tự nhiên đợt này nó lại bị. Các bạn thấy không? Nếu như mà tính mẹ đúng thực sự là trên đầu ngón tay, mẹ 1-2 năm, chắc 1 năm có một lần mẹ đang stream cả các bạn. Xin phép các bạn cho tôi đi ỉa phát. Mẹ hôm qua đấy, vừa đớp được 2 thìa cơm, ăn được nửa suất cơm cái, mẹ xin phép các bạn luôn, mẹ cóp đít đi. Mẹ chạy, vác cả cứt chạy, mẹ mất 15 phút. Nên là các bạn thông cảm, trong cái quãng thời gian mà tôi đang bị bệnh như thế này, chưa rõ nguyên nhân và tôi cũng chưa có thời gian đi khám, để tôi xem 1-2 hôm nữa xem tình hình như nào, tôi đi khám xem nó có chuẩn hay không nữa. Thì nhỡ mà tôi đang stream mà tôi bê đít đi tôi chạy thì các bạn phải thông cảm cho tôi cái nhá. Bị cái đấy dễ ung thư dạ dày lắm, đúng mẹ rồi. Hôm qua vừa mới đọc tác hại của nó xong, mẹ nghe sợ vãi cả cứt ra. Nhưng mà từ từ cứ kiểm tra xem nó bị làm sao, biết đâu mình rối loạn tiêu hóa hay là gì đấy. HP là còn nhậu là còn bị anh ơi. Ôi trời ơi, mẹ dạo này có dám nhậu nữa đéo đâu. Sau quả vụ đấy là chừa mẹ luôn. À nói thế, mẹ tối qua đi sự kiện vừa đớp mấy chén rượu vào xong. Ê. Ngày mai thì tôi sở chim bình thường, mai là thứ ba. Còn ngày kia thứ tư thì lại ở jam party của công ty. Mẹ hôm đấy thì thôi, chắc là xin kiếu. Mẹ cũng đéo ra uống rượu, sợ vãi cả cứt ra. Tại sao anh lại lắm bệnh thế? Tôi nghĩ là một phần tại vì tôi sinh hoạt vớ va vẩn quá. Cái giờ tôi là thế mà các bạn. Không bệnh hơi phí. Thứ hai nữa là tôi nghĩ là lại vì sức đề kháng tôi nó bị yếu. Ngày xưa nếu như mà tôi thức đêm khoảng 1-2 ngày không sao cả. Nhưng mà bây giờ tôi chỉ cần thức đêm một hôm thôi. Tức là ý tôi là thức đêm là tôi đéo ngủ nhá. Ví dụ giờ tôi là 6 giờ sáng tôi ngủ đến tầm 2 giờ chiều đúng không? Tôi đảm bảo tôi ngủ 8 tiếng một ngày. Nhưng mà nếu như mà một ngày nào đấy tôi đi quay hay là tôi đi có việc gì đấy mà hôm đấy tôi đéo ngủ ấy, là ngày hôm sau kiểu đéo tôi rất dễ ốm. Nếu như nó không bị viêm họng thì nó cũng sẽ bị sốt hay là nó bị làm sao đấy. Kiểu sức đề kháng mình bên đầu kém với cả đái đi rồi. Và tiếp theo nữa thì cũng đéo thể tránh được các bạn. Thời gian mà già con mẹ rồi, 30 mấy tuổi rồi. Tôi ngày xưa tôi còn hay đi xem bói. Hay đi xem bói toán rồi là tử vi, tướng số rồi các thứ, nói chung là tiện, có việc gì đấy gia đình thì tôi mua. Ví dụ như là hàng xóm nhà tôi mua đất thì tôi tiện tôi đi xem chẳng hạn đấy, ví dụ thế. Hay là đưa mẹ tôi đi có việc gì đấy tiện thì tôi xem luôn chẳng hạn. Thì hầu như thầy đéo nào cũng thế, nói với tôi rồi là mày về già mày lắm bệnh lắm, đéo chạy được đâu. Nhưng mà thằng này lại sống rất dai. Ờ vãi cả cứt. Bảo mẹ mày sống thế thì sống làm đéo gì à hả thầy. Mẹ đã lắm bệnh rồi lại còn sống dai, thế thì mẹ khác đéo gì. Mẹ sống lay lắt trong cái cuộc đời này, nghe khổ vãi cả cứt. Nhưng mà tôi nghĩ là nó thực tế là phải chấp nhận thôi.
Anh tự tăng đề kháng bằng cách bổ sung uống điện giải vitamin A, B, C, D, X, Y, Z. Mẹ mà mua đấy nhưng mà có uống bao giờ đeo đâu. À, con người nó kiểu thế. Nếu như mà bình thường thì đéo giờ quan tâm đâu. Nhưng đến lúc bị bệnh thì bắt đầu mới cuống lên, tìm các loại thuốc, tìm các loại nguyên nhân để uống. Rồi một thời gian khỏi xong rồi lại thế đấy mà. Đéo phải dưỡng tô đâu, tôi nghĩ là ai cũng thế. Em nghe lời anh đi thi lái xe trượt thẳng cẳng rồi anh. Okay, mẹ, có cái thi bằng lái xe thì mà cũng trượt được thì đéo chịu ôn. Không chịu ôn được kỹ, cảm ơn Hải nè nhá. Không, anh nghĩ là chắc là anh lại bị cái gì liên quan dạ dày thôi kìa. Ôi, hôm nay tôi vừa tìm ở trong kho lại cái đống. Tức là mỗi lần mà tôi đi khám ấy, ôi, một năm tôi phải đi khám khoảng 2 đến 3 lần. Và tất nhiên là nó đéo phải là tự nhiên tôi đi khám, nó phải bị một cái bệnh nào đấy thì tôi mới mò đi khám cơ. Ừ, tính tôi nó bị lười vãi cứt như thế. Thành ra nếu như các bạn mà có thời gian các bạn đi khám định kỳ một năm khoảng 2 lần ấy, thì có điều kiện ấy, thì cái đấy nó cũng là tốt đấy. Thì tôi tìm ở trong cái đống kho của tôi, mỗi lần tôi đi khám ấy, nó sẽ có một hồ sơ bệnh án, xong rồi tôi để trong đấy. Để nhỡ tôi có một cái bệnh gì đấy tôi lại lôi lại tôi xem là mẹ đợt đấy tôi bị làm sao, xong rồi thuốc thang luôn tôi uống như nào, tôi uống thử một hai hôm xem nó sao. Sau đấy tôi mới đi khám, chứ còn nghĩ cái cảnh bây giờ tôi mò ra khám kiểu sợ vãi cả đái nữa. Lấy phân xong rồi là nội soi dạ dày, ui giời ơi. Vãi cả cứt. Đi khám định kỳ là khám những gì ạ? Khám định kỳ nếu như mà cơ bản nhất theo như tôi biết thì người ta sẽ xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu, sau đấy là xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm phân, nội soi, tai mũi họng, các thứ. Nói chung là thử máu thì nó sẽ ra được nhiều bệnh nhất. Theo kinh nghiệm mẹ một thằng bị ốm vặt nhiều như tôi thì có mỗi lần thử máu phát là nó sẽ ra một đống bệnh. Mỡ trong máu này, xong rồi có bị viêm viếc ở trên cơ thể không, máu mới có vấn đề gì không, lòi phát là nó ra ngay. Hy vọng là tôi chỉ bị kiểu rối loạn tiêu hóa thôi thì nó sẽ kiểu dễ nhất. Chứ còn mẹ mẹ bị những bệnh linh tinh thì mẹ cuối năm mẹ rồi gần Tết cụ rồi đéo ai muốn, sợ bỏ mẹ. Tại uống nước ngọt nhiều. Ôi bạn ơi, tôi là một người lại còn đéo uống nước ngọt cơ. Tôi lại đéo ăn đồ ngọt cơ. Ừ, ngày xưa tôi nghiện ăn đồ ngọt vãi đái luôn. Nhưng mà tôi đéo hiểu sao khi mà tôi lấy vợ, tôi có con vào một cái, tự nhiên tôi mẹ mới đổi tính đổi nết luôn đấy các bạn. Buồn cười vậy cứt. Ngày xưa cái hồi ở trên vùng núi của tôi nhá, đường là một trong những cái thứ mà nó đắt. Tôi nhớ bố mẹ tôi được người nhà tặng cho một cái bao tải đường, mẹ một nửa bao tải đường treo ở trên nhà. Tại sao phải treo ở giữa bếp? Tại vì treo ở đấy kiến nó đỡ vào. Hôm đéo nào cũng thế, tôi sẽ phải xúc khoảng 2 thìa đường vào cơm nguội, xong rồi tôi đổ nước lọc vào, xong tôi trộn lên ăn. Ngày xưa hồi nhỏ các bạn, mẹ chắc là ăn kiểu người ta gọi là cơm đường ấy, có người thì ăn khô nhưng có người thì đổ nước vào ăn. Như tôi hôm đéo nào tôi phải làm một bát. Xong rồi cái hồi mà vợ chồng tôi vừa mới lấy vợ xong thì tủ lạnh nhà tôi có một thứ đéo giờ thiếu, đấy là coca. Hôm đéo nào cũng phải có một lon coca hai vợ chồng uống chung. Ừ, uống nhiều đến mức đấy cơ mà. Xong từ khi mà đẻ thằng Tùng ra, một cái thằng Tùng được đâu đấy khoảng 1-2 tuổi rồi, vui bắt đầu là đéo thích uống nước ngọt nữa rồi. Bây giờ đi ăn uống thì thỉnh thoảng vui mồm, mẹ đéo thích uống gì thì thôi gọi lon coca ra ngồi uống, chứ còn đéo phải có câu chuyện uống hàng ngày uống ngày. Hồi sinh viên tôi nhá, cái lon coca chất lên trên cửa sổ các bạn, kín cả mẽ cửa sổ luôn. Một lon uống xong xong lại chất lên kiểu thế. Nhưng mà nó cũng đéo tốt một tí nào đâu, tốt nhất là anh em hạn chế đồ có đường thôi. Đến cả tôi mẹ mới đã chú ý ăn uống, đã chú ý hạn chế như thế rồi vẫn còn toang vãi cả cứt ra. Rượu bia thì nói làm gì, trời ơi mẹ, rượu bia thì đây là các bạn là những người theo dõi tôi hàng ngày, các bạn có công nhận là mẹ bia tôi ít khi đi nhậu không? Ngày xưa còn hay đi nhậu nhiều, ngày xưa còn hay say rượu về live stream cho các bạn xem. Mẹ bây giờ chắc là một tháng tôi đi đâu đấy được chắc mẹ nhiều lắm được 1 đến 2 buổi. Còn lại toàn yêu nghề, toàn ngồi làm chứ mẹ đi đéo đâu. Cảm ơn Trung nhá. Bàn phím trúng thưởng bí mật của thăm dắp là Razer Green Switch sẽ được. À thế à? Mẹ uy tín đấy, về donate ngay. Mày có dùng không? Không dùng ném ở đây anh dùng cho. À không được. Mày không dùng ném đây anh dùng cho máy phụ. Quên mất, anh là dùng bàn phím của cô xe rồi. Em nhớ ngày xưa có con mèo mạnh thú chị. À qua Tết tôi mới đón về các bạn này. Qua Tết là đón con đấy về để cho nó quay về nhà cái. Hôm trước đi event của thăm giáp. Đây chắc là nhiều bạn không biết, nhưng mà cái event này nó nhỏ nhỏ thôi. Nó chỉ có đâu đấy khoảng 200 bạn đăng ký sau đi thôi. Lâu rồi tôi cũng không gặp các bạn. Đến cũng ngồi chơi nói chuyện, xong rồi loanh quanh chém gió một tí, xong rồi xem trận chung kết của các bạn đá giải thăm dắp. Thì kiểu nó cũng giải hơi phong trào cho kiểu cộng đồng một tí, nhưng mà tôi thấy nó cũng khá là vui. Khác với những cái giải kiểu nó bị sôi động quá thì mấy cái giải đấy kiểu không khí nó lại ấm cúng hơn, ngồi nói chuyện với các bạn nó cũng thoải mái hơn. Tôi
lựa đi lựa lại nó cũng dễ. Thì có ông có giải nhất bốc thăm may mắn, có ông trúng của mẹ cái bàn phím, mà bàn phím đéo hiểu sao bọc kỹ vãi cứt. Ở trong cái kịch bản đưa tôi cũng đéo biết là bàn phím gì, lại còn bàn phím bí mật vãi cả trường ấy. Nên tôi bảo bạn đấy là mày về nhà mày bóc ra xem là bàn phím gì, mày lên mày donate cho anh cái, anh tò mò quá. Đấy, bàn phím Razer đấy. Cảm ơn Quang nhá. Trời ơi, bình nước. Qua Tết bán, hôm nào cũng có ông hỏi luôn. Thì chẳng hạn tôi lại bắn cái dòng chữ lên đây là qua Tết anh em bán lại bình nước. Trong cái thời gian này từ bây giờ đến Tết ấy, thì tốt nhất là các bạn đừng mua mấy cái bình nước fake làm gì. Một là các bạn dễ bị lừa tiền, hai là nó đéo đáng một tí nào cả. Một cái bình nước mẹ to như thế này, đẹp như thế này, bên tôi bán có bao nhiêu? 250 sao nhỉ? Tôi đéo nhớ giá lắm, nhưng hình như là 250 một cái bình. Mẹ chúng nó bán lại mẹ 600-700 nghìn cái bình, kiểu cảm giác cay cú vậy. Cứ nếu như mà đéo mua thì để cho mấy ông khác, mẹ mấy ông dùng, mấy ông mua. Tại mà nói thế quên mẹ, hôm trước event đéo cầm mấy cái bình nước đi vui cho các bạn đấy. Qua Tết rồi thoải mái, kiểu gì cũng có các bạn, mà có lại còn nhiều cơ các bạn ạ. Chi phí khám tổng quát là bao nhiêu? Tôi nghĩ là chắc tùy bệnh viện, tôi cũng chả biết bao nhiêu. Nhà tôi thì trước giờ toàn khám ở Hồng Ngọc, quen mẹ rồi. Cái giá đấy theo cái giá của Hồng Ngọc bình thường mà nhà tôi đi khám ấy, khám tổng quát bao nhiêu tôi đéo biết. Nhưng mà nếu như mình có triệu chứng gì thì đến lúc ra đấy sẽ bảo người ta, ví dụ là em bị đau bụng, em bị đau đít, em bị đau dái chẳng hạn, ví dụ thế. Thì người ta viết cho mình một cái phiếu, mất 4 lốp chứ đã, đéo nói nhiều. Bắt đầu gặp bác sĩ khám xong bắt đầu bác sĩ mới tư vấn là mình cần làm những cái gì, ví dụ như mình cần nội soi, mình cần chụp cắt lớp hay là mình cần làm đéo gì đấy, thì lúc ấy sẽ tính theo những cái chi phí khác nữa. Đấy. Chứ còn mấy chỗ khác thì tôi cũng không hiểu. Thử mic mới á, tôi đang hài lòng với cả cái mic để vãi cả cứt rồi. Nó thanh bình nhá các bạn nhiều. Nên là tôi cũng đéo muốn đổi mic, mỗi lần đổi mic, đổi thiết bị gì đấy mẹ liên quan đến một đống dây dợ sợ bó mẹ. Em tin anh đoán đề văn năm nay đi anh. À không, tôi có năm đéo là tôi đoán đâu các bạn. Cảm ơn Hiếu Trung nhá. Anh review chuột anh đang dùng được không? Bạn hỏi bàn phím được không bạn? Bạn hỏi quả khó thế. Cảm ơn Long Thành nhá. Hôm qua đi sự kiện bắt tay anh em chưa rửa tay ạ. Cảm ơn Trương nhá. Khi nào tổ chức lại giải Rubik á? Nó phải ít nhất phải nửa năm thì mới tổ chức lại, hoặc là sắp tới. À nhưng mà đéo được chơi giải Rubik một tay thì ông kia ông vô địch mẹ rồi. Chúc mừng sinh nhật bạn Trung nhá các bạn nhiều. Mới coi xong Pan World mất đỉnh. Tức là chiều hôm đéo nào tôi nó bị sai ở đâu nhở, thế sao nó bay cao vậy? Bay cũ qua cả mặt tôi, thề. Đợi tôi tí tôi chỉnh lại phát. Mày có thể bay thấp hơn một tí được không? Đấy, chỗ này là đẹp rồi. Thế đi. Ê, tiếng nó có bị to lắm không? Để tôi chỉnh lại cái. Tiếng to quá đúng không? Bây giờ nhá, từ từ nhá, sau khi tôi chỉnh lại tiếng rồi các bạn nghe thử xem. Ok chưa? Hết to chưa? Missy Vivu, nó là cái này. Vẫn to. Lại nhỏ quá. Quá cuộc đời. Rồi ok đấy, tôi nghĩ tiếng này là ok rồi. Tôi đặt cỡ đâu đấy khoảng 15 phút nó bay qua một lần. Quảng cáo tí các bạn. Ha! Phông chữ trông hơi quê à. Ôi thế là đẹp rồi. Thằng Dũng nó vẽ. Dũng ở trên phòng tôi. Dũng được cái được việc đó. Nó dễ hiểu. Tôi nói một cái ý tưởng là lên văn phòng bảo tao muốn tao đang live stream. Tự nhiên có một máy bay nó bay qua trước mặt tao, đằng sau làn khói hiện ra chữ đặt vé bay và du thuyền tại Missy Vivu, cho bắn ngay ra số hotline lên game cái. Xong. Không sao vẽ phát xong luôn. Tôi chỉ cần như thế thôi. Cảm ơn Nam Anh nhá. Lý do gì khiến anh quyết định đón Mạnh Thú về à? Như nào nhỉ? Hôm trước tôi vừa ngồi live stream xong rồi tôi
lướt lướt group xong rồi xem lại đứa clip mà thằng Tùng Sói với cả thằng Nhu Nhi kiểu đứng ở ngoài cửa sổ nhìn con mèo của hàng xóm ấy. Xong thằng Tùng Sói quay ra bảo bố ơi bố cho con nuôi mèo được không ấy. Ui, tự nhiên tôi xem xong cái clip đấy tôi bị ngủi lòng ấy. Ừ, tôi bị kiểu mẹ thực ra có ích kỷ lắm không khi mà mình không thích mèo ở thời điểm bây giờ, mình không thích lông mèo, mình không thích kiểu nhà cửa nó bị cào cho nát bét. Nhưng mà trong khi cả nhà mình đều thích mèo, hai đứa con đều thích mèo, vợ mình thích mèo, mẹ mình cũng thích mèo. Và có lẽ là tại vì mình không thích nên là mọi người không đề cập đến cái vấn đề nuôi mèo nữa. Nên là tôi thấy kiểu như thế thì tôi hơi ích kỷ. Thế là tối hôm đấy ngồi ăn cơm tôi mới ngồi nói chuyện với cả vợ tôi bảo là con trùng là ở với nhà mình từ năm 2014 cho đến bây giờ là tính ra là cũng mẹ năm thứ 10 rồi đấy nhở. À, mà đi sang đi gửi nhà người ta được 4 năm. Ở nhà vợ chồng tôi được 5 năm, sau đấy là đi gửi mất 4 năm. Thế là tôi bảo thế thôi, qua Tết này em đón về đi. Vợ tôi bảo là nhưng mà bạn ấy nuôi bao nhiêu năm rồi bây giờ mà. Tức là nhà tôi đi gửi nhờ một bạn nhân viên, bạn ấy nuôi hộ. Thì tất nhiên là nó sẽ bẩn thôi. Nói chung là nó hơi bị khó chịu các bạn. Nhưng mà kiểu tôi nghĩ là thôi thì dù sao thì nếu như nuôi nó ở trên tầng 6 thì nó cũng đéo ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của tôi. Nên là thôi, chiều cả nhà vậy. Cảm ơn Long nhá. Áo giữ nhiệt của hãng đéo gì em ạ. Vợ tôi mua mẹ 10 cái về, 10 cái quần, 10 cái áo. Đây, cả quần đây. Ơi à, mẹ mặc một cây ấm vãi cả cứt. Nhưng mà vẫn lạnh. Lạnh vãi cả đáy. Cảm ơn Hiếu Trung nhá. À đúng rồi, hiện tại anh đang dùng dòng sản phẩm Cose K70. K70 Max, dòng sản phẩm mới của bên Cose em ạ. Dùng thích vãi cả cứt. Cảm ơn Pro Khải nhá. Ờ, cảm ơn em nhiều, thank you em. Con phụt gửi đâu tôi đéo nhớ. Nhà tôi có con Tinh thì bây giờ đang đi gửi ở đâu, gửi ở một bạn nam, nhưng mà bây giờ vợ tôi bảo là đéo liên lạc được với bạn đấy. Con trùng thì nhân viên nhà tôi đang nuôi. Con phụt thì tôi nhớ ngày xưa hình như cho nhà thằng Tú hay sao, bây giờ đi đâu đấy biết. Xong còn một con nữa cơ. Một con trắng, một con đen với cả một con vàng mà. Giờ bay mẹ đâu hết rồi. Ai à. À anh có em ơi, anh còn kiếm tiền từ nó cơ. Ngồi nói chuyện thì quên mẹ cơn đau bụng đi. Xong rồi mẹ ngồi đéo nói cái là nghĩ lại đau bị đau bụng. Đéo nào nhờ. Ê tí nữa mình mở mô hình Trần Thái Linh cái các bạn nhá. Về rồi đây mở đi dọn phòng phát mẹ, trông cho nó gọn gàng sạch sẽ phát xem nào. Mấy giờ anh chơi Pam Gua? Tí nữa sang bên Imo đi rồi chơi. Tôi buổi chiều tôi vẫn chơi mà. Kiểu vào lêu hêu một tí thôi. Trong trailer sâu đen, Hà Anh Tuấn khen anh nhiều nhỉ? Là sao? Sao lại sâu đen, Hà Anh Tuấn khen anh là sao? Anh chưa biết vụ đấy đâu nhá. Vụ mới vãi cả cứt nhá. Sâu của đen thì nếu như mà không nhầm mà có anh Hà Anh Tuấn ấy thì là cái sâu mà đợt tôi đi xem ở Hà Nội thì phải. Nhưng mà sâu đấy anh Hà Anh Tuấn có nhắc gì tôi đâu. Bạn chắc nghe lộn mẹ rồi. Mặc khóa vịt à vlog thằng Ben tí nữa xem các bạn ơi. Tí nữa cho tôi mở con mô hình cái đã để cho tôi dọn cái phòng cho đỡ vướng cái đã. Cảm ơn Hiếu Trung nhá. Em đang dùng K100 không biết K70 khác gì không. K100 là nó có dòng, nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái phím macro ở bên trái. Và anh tin chắc với em là mẹ tất cả những cái thằng, hầu hết tất cả những cái thằng dùng cái dòng macro đấy từ K90 cho đến K100 của bên Corsair toàn gỡ con mẹ hết cả cái đống nút đấy đi. Vướng bỏ mẹ đi. Nó liên quan đến cái tư thế đặt tay. Thứ hai nữa là liên quan đến cái chiều dài của bàn phím. Mẹ tự nhiên nó bị dài ra thêm một khoảng nữa, kiểu mình không sử dụng thì anh không hiểu là để làm cái điều gì. Ngày xưa anh dùng anh cũng tháo mẹ ra. Xong rồi anh không biết là K100 của em là dùng đời bao nhiêu, nhưng mà nó có mấy cái dòng của có xe K90, K100 ấy, nó có cái lót tay ấy. Nó có hai loại. Một loại là lót bằng da. Đây là loại lót bằng da này các bạn.
Hai là loại rót lót bằng bằng nhựa. Cái loại lót bằng da này thì rất êm, nhưng mà được dùng được đâu đấy khoảng 1 năm cho 1.5 năm thì bắt đầu nó có hiện tượng nó bị nổ, xong rồi bắt đầu chóc ra, xong rồi nó thành mấy cái da nhỏ nhỏ, xong rồi nó bay khắp phòng, nó bị dính vào da mình kiểu khó chịu vãi cả cứt. Tôi thì theo thực tế sử dụng thì tôi khuyến cáo các bạn là dùng mẹ loại nhựa dính cao su, trông nó hơi bẩn hơn với cả nó kém sang hơn, nhưng mà về mục đích lâu dài của nó thì nó tiện hơn. Một cái bàn phím ấy, của cái hãng khác thì tôi đéo biết, nhưng mà riêng của cỗ xe ấy, thì tôi công nhận là nó cũng bền. Có bàn phím tôi dùng được mẹ 3 năm mẹ rồi, vứt đấy vẫn dùng được. À, tốt nhất là mẹ chọn loại nào nó kiểu hợp với cả nhu cầu sử dụng của mình và chỉ mua một lần mà thôi. Đừng mua nhiều quá làm gì các bạn. Con thắng Phạm nha. Đâu, đây này, mới thế nhỉ? Nhìn lại được anh Hải anh Tuấn khen. Tò mò đấy. Bấm mà xem ngay. Trai lờ phim Behind the Scene của show đấy, hai anh Tuấn nhắc anh quá trời. Nói anh quẩy sung. Ơ kìa. Ủa hôm đấy tôi ngồi ngoan dã man luôn. Ê cho tôi xin quả mẹ Linh đấy để tôi ngồi xem cái được không? Có thể kiểu tò mò vãi cả cứt. BTS của show của Đen đúng không? Nó thử với nào. BTS show của Đen. Show của Đen 2019. Recap show của Đen ở Hà Nội. Quá. Wow, BTS ở đâu vậy? Đeo thấy đâu nha các bạn nha. Chịu nha. Ba thằng Hùng nữa kìa, thằng Hùng làm sao đây? Từ 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 từ, lại tò mò này, dạo này hay bị tò mò này. Kéo lên xem đâu thằng Hùng đâu. Tại sao lại ban nó? Có gì hot? Spam à? Spam đéo lên spam thì ban mẹ đi, đéo gì đâu, đỡ phải cãi nhau. Tôi... về cái góc độ mà mạng xã hội với cả là về góc độ mà người xem, người theo dõi ấy, bây giờ mẹ càng ngày nó càng bị tiêu cực hóa. Thực sự không nói tất cả mọi người đúng không? Tức là nếu như mà mọi người xem từ lâu và mọi người giữ một cái thói quen xem hàng ngày rồi thì nó khác. Nhưng mà bây giờ cái đéo gì mẹ... Tức là tôi là một thằng tất nhiên là tôi làm kênh thì tôi phải rất hay để ý đến bình luận, kể cả trên clip, kể cả xem TikTok hay kể cả xem Facebook. Mà càng ngày mẹ càng đéo hiểu mọc đâu ra những cái thằng, em hiểu chung nhỉ, càng ngày mọc đâu ra những cái thằng kiểu ối rồi ở đâu ra ấy. Khó chịu vách cả cứt thế. Mà tất nhiên là ban thì ban đéo hết được rồi. Nên là thỉnh thoảng mẹ mà gặp những cái ông đấy thì nếu như mà tất cả mọi người đều bỏ qua ấy, thì câu chuyện nó sẽ không có gì để nói cả, đúng không? Nó ngồi spam mod khóa mõm vào một cái là xong, thì có cái gì đâu mà cứ phải ngồi cãi nhau. Thế là một ông spam, một ông chửi, đằng sau một đống ông kiểu chửi theo, xong thành ra chửi nhau, xong rồi thành ra mẹ thằng này spam thằng kia spam, mỗi người một câu thôi. Thế là thành cái kênh chat nó bị loạn mẹ rồi. Nên là lần sau gặp những cái trường hợp thế, anh em để mod khóa mõm vào phát, thế là xong rồi, có cái gì đâu. Đơn giản mà các bạn, nghĩ phức tạp có làm gì. Từ nha, anh em mình cùng nhau lắp quả mô hình mẹ Trần Thái Linh trước đi. Sau đấy là anh em mình xem vlog của thằng Ben. Thế là anh em mình hết con mẹ buổi live stream rồi đấy. Hợp lý đấy. Sao lắp được cái mô hình này bây giờ ta? Anh cho em xin lọ sáp vuốt tóc anh dùng được không? Tôi bẩn tính lắm bạn ạ.
Tôi cứ đi cắt tóc, tôi bảo Phong ơi mẹ dạo này còn cái lọ sáp thừa nào không mà cho anh xin lọ mẹ. Xong mỗi lần nó cho tôi một hãng, tôi đầu tôi như kiểu mẹ chuột bạch. Lần thì nó cho lọ này, lần nó cho lọ kia, lần nó cho lọ này, nhưng mà vẫn nhãn đây nhưng mà màu lại khác, tôi đéo hiểu khác gì đâu. Có lọ thì bôi lên mùi như mùi mứt tết ấy, thơm lắm. Có lọ thì bôi lên xong rồi đầu như mùi mắm tôm. Tôi đéo nhớ được là tôi dùng hãng gì, hiểu không? Còn ngày xưa tôi lại đi mua thì tôi nhớ lắm. Ngày xưa tôi hay bảo cả các bạn là tôi ngồi dùng sáp vuốt tóc của cái loại 90 độ C ấy, các bạn nhớ không? 30.000 một hộp ấy. Mẹ, loại đấy kiểu đỉnh cao ấy, cứ huyền thoại vãi đái. Giá rẻ mà vuốt lên quả tóc cứng đơ như bôi mỡ lợn. Dùng cả ngày không mất nếp. À đây, để nghe được cái chữ hợp lý chứ. Ê, thế nếu như quay ngang. Ủa, thế nếu như bỏ khóa màn hình ra và quay ngang thì sao? À, mượt đấy chứ nhở. Ok chứ. Ê, làm sao mình có thể tắt được cái chữ kiểu video và cái chữ kiểu ấy đi được không nhở? Ê, thế tại sao mình đéo dùng cái cam này mà mình lại phải dùng cái cam này nhở? Đợi đi nha. Mẹ, tôi phải lôi cái thùng ra cái đó các bạn. À, bấm quay là được à? Ồ nhờ. Ồ, ừ, cũng hợp lý nhờ. Nhưng mà mẹ, tốn dung lượng của máy tôi vãi cả cứt ra, đéo được. Đợi tôi tí nhá. Thì tôi phải bê cái đống cây này. À, tôi phải bê cái này lên. Mẹ vừa rơi mẹ có điện thoại xong ạ, vãi cả cứt thật. Ê, làm như dễ hơn đấy. Đéo tắt được cái này nhở? Chết con mẹ, lỗi mẹ, sao đéo tắt được nhở? Cái đéo gì đây? Tắt thì kiểu đéo gì giờ? À đây. Ui, thế này có khi các bạn dễ nhìn hơn ấy. Ui, chết mẹ rồi, nó là hai cái thùng ạ.
17 bộ phận tất cả. Vãi cả bều. Ủa ơi, lại còn hướng dẫn lắp. Tôi là người lắp chuyên nghiệp rồi nên tôi nghĩ là tôi đã cần hướng dẫn cho lắm. Nhưng mà thôi cứ để tờ này lại cả. Ui, lại còn có găng tay ạ. Bọn này chuyên nghiệp thế nhỉ. Đỉnh ấy chứ. Ê, đây là lần đầu tiên tôi mua một bộ mô hình mà nó lại còn kèm theo cả găng tay đấy. Chơi chứ. Ôi thật chết mẹ rồi, sao nó to thế nhở? Mẹ sao to thế nhở? Đợi tôi tí nhá, tôi phải tính cái chỗ lắp này. Nhưng mà nó to hơn những gì mà tôi nghĩ. Đây các bạn. Mẹ ăn to vãi cả. Ok, để đây các bạn xem được đúng không? Chết mẹ, đéo được phải xem hướng dẫn vất. Cái này xong rồi đến cái đế à.
Chết mẹ rồi, đéo biết lắp vèo cả, thề. Mà con này sao nó chênh vênh thế nhở? Nhìn này. Mẹ nhìn nhá. Đây là tôi gắn đúng khớp của nó rồi nhá. Có chốt vào trong đấy rồi nhá. Mà nó chênh vênh vãi cả cứt ra. Đéo hàng hãng kiểu đéo gì nhỉ? Ui, nhưng mà trông nó đẹp nhỉ? Trông tiến vãi cả cứt. Đéo đổ được. Từ từ nhá, tôi bắt lại cái nét phát. Bỏ cái autofocus của nó đi phát. Ok, để nghe đi. Mẹ, cái kiếm mày lát tập phải đéo đâu ta. Ủa, trông cái kiếm đẹp không? Kiếm đẹp vậy, cứ... À, lắp mây trước, xong rồi lắp lá. Gắn hết lá vào rồi, bắt đầu lắp con chim. Lắp con chim xong mới lắp người. Lắp người xong lắp cành cây. Cành cây xong bắt đầu lắp giáp. À, cái kiếm này ở lưng. Lắp giáp xong lắp đầu. Lắp đầu xong bên cạnh để một cái kiếm. Ồ. Thế là mình bị lắp ngược ngay từ đầu à? Vãi cả cứt nhỉ. Ra là nó cũng đéo ngược lắm. Ừ, ra là nó còn mấy cái phụ kiện nữa, tí nữa mình gắn lại cái là được. Nhưng mà con này đẹp phết. Mỗi tội là tôi cũng đéo hiểu tại sao nó lại chênh vênh và chòng chành như thế thôi. À, theo như mà cái size mà hôm trước tôi xem, hình như tôi đặt nhầm size rồi sao. Nó có size 1/6 với cả 1/4. Tôi đặt nhầm mẹ có 1/4 ạ. Ê, nó to đéo chịu được rồi, đéo biết để đâu. Dỗi thực sự. Chi là giờ hơi cắm lợn. Ừ, khi mai dán mẹ keo vào. Đây, nó là con này. Đây này, nó phải gắn lá, gắn chim, gắn chiếc các thứ ở bên dưới. Nhưng mà mấy cái đấy gắn sau cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Cái giờ hơi là tôi đéo hiểu sao con này trông nó lại tròng trành như thế. À, độ hoàn thiện con này nó cao. Đẹp, 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 đẹp. Ok, ok. Để đêm nay tôi ngồi lắp nốt. Sao nhìn nó khác thế đâu, chứ trông nó vẫn thế mà. Đúng là con đấy, đéo lệch đi đâu được. Đâu, em thử vlog thằng Ben nữa xem nào. Mẹ à, có cái gì hay không? Trông mẹ ảm, đéo biết có động đất hay không. Từ từ nhá, tôi đi lấy lại cái ghế cái đã, quên đang ngồi cái ghế này. Cái ngu của mình là tự nhiên đi lôi con mô hình lên stream lắp xong rồi bây giờ cái xốp nó bay mẹ hết khắp phòng. Mai lại phải ngồi dọn một lần nữa. Nào, ngồi xem vlog của em Ben xem là có cái gì hay không.
Rồi chắc chắn là thằng này nó đéo dựng rồi, nó phải là một thằng khác dựng đó. Ông ngoài dựng trông có vẻ chuyên nghiệp đấy, mở đầu là cũng mẹ tuốt từ tối đến sáng, đâu mà vào cảnh phát nhạc cũng ok la phết đấy chứ. Ui da. Yo, hello anh em, hiện tại mình đang có mặt ở Huế để đi công việc, nhưng mà sẵn tiện là mình quay luôn cái vlog mini xem ở Huế có cái gì hay không để mình giới thiệu với mọi người cho em. Bây giờ mọi người hãy tiến vào phòng của mình nhé. Anh em có nhận ra gì không? Ở đây người ta không đặt tên phòng là số mà người ta đặt là tên Ngự Bình. Ngự Bình rồi Chàng Tiền rồi Kim Phụng. Nói chung là nhiều tên lắm. Đằng sau cái khu này hình như là còn mấy nhà nữa hay sao ấy. Từ từ đã, mẹ thích. Sao xe bị ngợp thế nhở? Mẹ vừa ra một cái là mẹ quay là trông vẻ chuyên nghiệp này, nói mượt cứt này, vlog lại còn có được cả đổ màu này, edit đồ các kiểu. Nhưng mà để tối mình trông không giống vlog của thằng Ben lắm. Tại vì nhà người ta mình cũng ngại vào ấy. À không phải ngại vào mà kiểu như là ngại quay ấy. Cái phòng tôi là bé nhất trong cái dãy này rồi, còn mấy nhà kia là toàn nhà hai gian với lại là hai phòng to thôi, hai phòng master thôi. Ui, đây là khách sạn hay là đây là resort hay đây là trông kiểu rừng rú nhờ, trông thiên nhiên vậy đấy, trông thích thế. Có rắn không nhờ? Phòng tôi là bé nhất rồi. Đây là phòng của mình. Thì bình thường là người ta dùng chìa khóa từ, nhưng mà ở đây là dùng chìa khóa cổ đây mà. Mọi thứ đây đều cổ ấy. Ta-da! Ui, phòng đẹp thế. Đây là phòng của tôi. Ở đây người ta làm mọi thứ trông rất là cổ trang à. Nhưng mà pha một chút hiện đại đó là có tivi. Phòng tôi thì sẽ gồm một giường to như thế này à. Phòng tôi sẽ gồm một giường đẹp to như thế này. Một bàn trang điểm. Ở đây có cái gương. Một cái điện thoại cổ. Nhưng mà nhìn vậy thôi chứ gọi được đấy. Cái này gọi được đấy. Có tín hiệu nha. Nhưng mà nó phải quay số. Nhưng mà mình không biết xài. Cổ vãi. Ngày xưa hàng xóm nhà tôi cũng có điện thoại này. Suốt ngày tôi sao tôi nghịch. Một bàn để uống trà. Anh em nhìn này, ngoài hành lang này, trông đẹp không? Rất là ok luôn. Và một ghế để nghỉ ngơi. Đặc biệt ở đây nhé, người ta chuẩn bị cho mình một cái lò muscle. Lò muscle, lò xịn này mình nha. Ừ. Còn đây là tủ quần áo này. Mình mang theo cả vest để mình đi chụp hình nữa. Còn đây là nhà vệ sinh. Trông vintage vãi cứt. Lavabo. Nhưng mà trông cổ kính nhỉ. Đấy, nhà vệ sinh thì ai mà kiểu nặng mùi quá thì có thể mở ra cho nó thoáng một xíu. Không tí nữa thì có một chất ngạt trong đây. Đấy. Ồ, các ông có công nhận là đéo phải quảng cáo. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại con DJI Osmo Pocket 3 là con dễ quay, dễ sử dụng, dễ dùng mà lại đẹp con mẹ nó nhất rồi. Đến cả thằng Ben mẹ mày là một trong những thằng mẹ quay phim lởm khởm nhất trong team rồi, mẹ có thể làm quả vlog trông như thế này. Là mẹ sức mạnh của công nghệ hỗ trợ con người ta quá nhiều. Rồi. Đỉnh cao ấy. Mọi thứ thì nó cũng bình thường thôi. Hơi hoa mắt tí thôi. Nhưng mà được cái nhìn nó sẽ kiểu thoáng đãng với lại nó gần gũi hơn. Ở đây người ta xây theo cái phong cách kinh thành đó nha. Đấy, hành lang để đi qua cái đằng sau nhà này. Thậm chí nhá, cái bình cứu hỏa ở đây nhá, nó cũng cổ luôn. Ừ. Mọi thứ đều cổ á. Rất là độc đáo. Rất là độc đáo. Khu hồ bơi nè.
để cho mọi người kiểu phơi nắng xong nghỉ ngơi. Nhưng mà từ qua tới giờ mình thấy chả ai bơi cả. Ủa sao cái bể trông nông thế nhỉ? Không biết thì đây là cái khu mà ngày xưa là đóng phim cái kết của Ghế Dài Lắm Chiêu phần 3 hay sao ấy, là cái chỗ này. Là cái chỗ này đóng phim đó. Thì hôm qua nghe nói thì mình mới biết. Đây là nhà Kim Phục này. Đây là nhà Vọng Cảnh này. Mỗi căn đều có tên hết. Và mỗi căn đều khác nhau hết. Không có căn nào giống căn nào hết. Thí dụ như là Kim Phụng là cái nhà này là hai phòng ngủ. Không biết người ta cho đi vào không nhỉ? Thôi. Này tự nhiên tôi thắc mắc là kiểu mỗi căn phòng là một kiểu gian cấp 4 nhỉ? Vì tối ví dụ như vợ chồng kiểu có oánh nhau cãi nhau thì mẹ hàng xóm chẳng nghe hết là nhỉ? Giống kiểu nhà ngày xưa ấy. Ừ. Chắc đứng ngoài quay vào. Đấy, hai phòng ngủ một phòng khách rất là to luôn. Cái này là dành cho gia đình đông người. Bạch mã nữa này. Hình như đây là căn bạch mã không phải Kim Phụng. Kim Phụng là ở sau lưng này. Đây là căn Kim Phụng này. Kim Phụng nó sẽ 2 tầng. Wow. Căn chắc căn xịn mẹ nhất rồi. Với cả hay là tại vì mẹ mình hay chơi game kinh dị quá nên là mình dạ. Trông đẹp thì nó cũng đẹp, trông cũng thiên nhiên. Nhưng mà nó vẫn cứ có cái gì chứ trông hơi ở sợ sợ nhỉ. Đây là nhà hàng anh em ạ. Ở đây là quầy rượu, ở trên kia là nhà hàng. Nhà hàng để ăn sáng rồi đó. Ê nhưng mà cái chỗ này đẹp nha. Thích mà kiểu yên tĩnh cũng đẹp, quay thì cũng đẹp. Có thể thuê ở đây cũng được tại vì ở đây mình thấy khá là vắng ấy. Đa số là toàn khách Tây không à. Nhưng mà cũng vắng lắm, không đông đâu. Bây giờ tôi về phòng tôi tắm rửa để chuẩn bị đi thăm mấy kinh thành Huế với lại là đi vào trung tâm thành phố. Đi thưởng thức món ăn đặc sản ở Huế các kiểu. Hẹn gặp lại anh em tí nữa nha. See ya. Để tôi test cái giường cho anh em. Giường này để áp sát rồi xem nào. À vừa rồi đấy anh em ạ. Giường này ok nha, đủ tiêu chuẩn nha. Ủa ơi, nhà anh đẹp thế. Mời anh em ăn nem nướng nha. Trước khi ăn bún bò thì dặm nhẹ vài củ nem nè. Ủa củ nem á. Đây là nem lụi à, đúng nhờ. Mẹ đặc sản của Huế. Ngon đéo chịu được, phải nem lụi không? Phải nem lụi không? Gọi nem lụi đúng không? Ngày xưa nhà tôi hay ra siêu thị mua. Xong rồi nó là củ sả ấy. Ui, mẹ ngon thế. Cái nem này á. Ngon như chả cá hay gì vậy? Đúng rồi, nó giống miếng chả ấy. Không phải là vị cá mà. Giống như ăn chả cá ấy. Cũng không có mùi bò. Cái nem lụi này phải có đồ cuốn cơ. Úi bánh phở cơ. Đéo mẹ tôi đi ăn đồ nướng. Cái quán nào mà có bánh phở là tôi phải ưu tiên hàng đầu phải không? Mấy cái đồ này ăn phải cuốn vào với cả bánh phở nó bị hợp ấy. Nó bị ngon ấy. Ăn nó no ấy. Bánh ướt thịt nướng ngon nó mà cái số này là cái số đậu phộng. Bây giờ chúng ta sẽ thử món chả giò xem như thế nào. Chả giò giòn, anh thích ăn chả giò mà kêu cái vỏ kiểu này nhá. Chứ mà cái vỏ bánh chén ăn nó bị ngấy. Đéo ăn rau sống nhở, thế này phải ăn thêm tí rau sống. Kem với lại bắp hay gì? Mẹ còn nửa miếng phở cuốn đéo ăn nốt mẹ đi. Ăn ngon chứ. Ngon. Giờ ở đây cũng yên bình đấy. Chill. Bún bò Huế. Ui, mẹ mày ăn thế rồi vẫn còn ăn thêm bát bún bò Huế nữa. Oh my god.
đi Huế thì chỉ để ăn bún bò Huế thôi. Ăn món khác là... Uầy. Ê, vợ ơi, hình như ở ngoài này có nổi tiếng món súp bánh đa gì? Cái gì cái súp bánh đa cơ? Hến à? Hến súp bánh đa. Dạ. Bánh đa súp hến. Súp bánh đa nghe ngược quá. À nhờ. Mình đang rất là nhiều bún bò Huế rồi, nhưng mà chưa bao giờ ăn bún bò Huế ở Huế chứ. Đây là lần đầu tiên luôn á. Nhưng mà nhìn màu sắc nó có vẻ kiểu trông đậm đà nhỉ. Đậm đà. Ừ. Xả tế á. Này phải cho thêm tí hạt tiêu vào nữa, một ít ớt tươi vào nữa. Nó ngon. Ôi giời. Ơ bún bò không ăn với hành à nhỉ? Nó khác kìa. Cái sợ bún ở đây nó bị bé hơn là những cái chỗ khác mà anh ăn ấy. Nhưng mà đậm đà nó ngon. Ngon. Ăn thì đéo được hết bát này nhỉ? Thì ăn mấy... Nhìn cái tô bún bò bé xíu vậy thôi. Nhưng mà rất là nhiều topping luôn ấy. Ví dụ có cái gì ạ? Có... Cái này là chả cua. Cái này là viên cua rồi. Ủa trông cái bát này đậm đà nhở. Thì kiểu mẹ nhấc miếng thịt lên, trông miếng thịt vàng 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 vàng, vàng ươm mẹ luôn. À chị bà. Bò này. Bò nữa này. Giò heo này. Ôi, ngày xưa ăn bún bò Huế à, phải có hạt cả cái móng giò để gặm cơ. Sau khi ăn uống no nê rồi thì bây giờ tôi sẽ về phòng thay đồ đi chụp hình. Xong tối chúng ta sẽ thuê xe máy đi vào thành phố đi ăn bún bò tiếp. Cái lần gần nhất tôi đến Huế là năm 2013. Ừ, 2013. Công ty cho tôi đi công tác ở Huế với Đà Nẵng. Đợt đấy tôi đi một mình. Còn cái hồi khi mà tôi học cấp 2, tôi được đi Huế một lần thì lúc ấy bé quá rồi đéo tính tiền. Cách đây khoảng hơn 10 năm tôi đi Huế, cái ấn tượng đầu tiên của tôi ở Huế là Huế sạch dã man. Thì ngoài đường rác riết các thứ đéo thấy luôn. Mọi thứ kiểu quy củ sạch đẹp dã man ạ. Anh em nhé. Ờ thích ấy, mỗi tội hơi buồn. Ê, hay là mình thuê xe máy vào trung tâm thành phố coi có gì ăn không? Đi ăn gì? Anh thích ăn bánh mì không quay? Anh thích ăn không? Anh thích ăn cái gì? Ăn bún bò. Cầu diễn nữa. Làm là mát mà. Lạnh á. Giữa đêm trăng thanh gió mát như thế này. Ui có cả thấy cả sao luôn ạ, thích thế. Cô nương tới hỏi thầm đó. Lạnh quá. Lạnh nhờ. Lạnh thế. Chồng mặc áo vậy còn lạnh thế này. Giờ ôm chồng đi cho đỡ lạnh. Đấy, mẹ ở trong đường phố thích không? Ủa ôi. Chết người đấy. Mẹ ở đúng sở thích rồi. Ai tí rủ chúng nó đi ăn ốc nhỉ? Ai, đéo được đang bị đau bụng. À, thèm ăn ốc thế. Đêm có quán ốc nào ngon ngon ở Hà Nội mở đi nhảy ốc phân nhỉ? À, thèm ăn ốc quá. Ngon phải đấy. Dạ thôi em. Cái nước chấm này nó ngon hơn cái nước chấm mà cả mẹ làm luôn á. Uầy. Ngày xưa tôi đều thích ăn ốc to này không nhá. Nhưng mà kiểu về sau ở Hà Nội hay quen ra gọi bắt mọi người hay gọi bắt ốc lẫn ấy, thế là ngồi nhảy kiểu nó cũng ngon, công nhận. Mà ăn ốc này ngon nhất là ở phần nước chấm. Quán nào mà nước chấm người ta pha ngon ấy thì vô địch. Có cái này ngon lắm á. Ui ốc gì đây?
Ui nóng vậy. Sao món ốc này nó khá giống những cái vùng khác, nhưng mà nó mặn hơn đúng không? Cái nước sốt nó mặn hơn. Chúng ta đã đi ăn xong món ốc rồi. Ủa kìa, không review nốt đĩa ngao đi, trời ơi. Hủ tiếu. Giờ ăn gì? Em muốn cà phê trứng. Không ăn nữa à? Uống đi rồi ăn. Ô, cả đến 3 đi ông. Cho con xin một cái bánh bao. Có bánh bao gì ạ? Dạ. Trứng thịt chả gì đây? Ờ, con ăn ăn trứng cút. Trứng cút. Trứng cút. Cho con một cái đấy. Một cái đi ạ. Vâng. Cảm ơn, bao nhiêu ạ chú? Con nóng rồi. 15 ạ. Chung nhau ấy. Em ăn đây, anh đi, anh lái xe đi. Bánh bao phiêu lưu ký. Mẹ, trông ngon thế nhở. Ui, sợ về viêm họng ấy, lạnh quá. Có như một quán này. Mấy cái quán ở Huế đẹp thế nhở. Anh thấy cái gì nó giống nó cổ khổ vậy. Phong cách kiểu mẹ. Thì họ thích xây thế. Trời, đây là nước á hả? Đây là thuốc độc. Đây không phải là nước, đây là thuốc độc. Ôi cà phê trứng bên trên có cái đéo gì đây? Cà phê à? Cháu uống đi. Đừng muối lên. Cháu sẽ hối hận đấy. Tạm biệt cà phê muối. Ui, lâu lắm rồi mình đéo đi uống cà phê trứng luôn á. Tạm biệt cà phê trứng. Tôi chuyển qua cà phê bắp đây. Ngon quá. Ngon quá. Ơ, cà phê trứng uống nóng mới ngon chứ nhở? Thả đá vào nhỉ? Có dính tớ cà phê không? Chưa, chồng biết đi ăn món gì rồi. Món gì? Bụng bo Huệ. Giờ nhà tư, anh nhìn theo đường là khói. Cái chỗ đứng kia như xa ăn là ẩm ẩm. Sao dẹp hết rồi? Làm gì ba? Tôi muốn ăn cả phố Huế. À đâu? Tôi muốn ăn cả hạt phô Huế. Hủ tiếu Đông Ba này, ok này. Ok luôn. Thằng này ăn khỏe nhờ. Ui. Ăn cái gì mà ăn dùng đĩa thế này? Mì à? Mì xào à? Chợ ớt rồi ớt thôi. Ớt anh bỏ hay là người ta cho? Anh bỏ. Hủ tiếu à? Ui ôi, có quả mẹ, có tôm với cả quả trứng cút nó bỏ mứa kìa. Thề mẹ mày ăn uống. Ủa, mì spaghetti. Lại bún bò Huế. Mọi người có thấy nhiều đồ ăn không? Nhưng mà thật ra nhá, tất cả mấy món này đều là miễn phí hết. Ủa sao miễn phí? Sáng ở đây là miễn phí hết em ạ. Ủa? Chỉ có ăn trưa hoặc là ăn tối thì mới là mình mới thanh toán thôi. Mẹ vua chúa. Sáng là được miễn phí.
còn gì tuyệt vời hơn khi buổi sáng mình được ăn bún bò Huế. Yes sir. Má đói thế, mẹ chẳng nghe tôi mò ra ngoài tôi đi ăn nhở. Trông thèm vãi cả cứt. Quay công nhận mà trời như thế này mà đi xích lô rất thật đó nha mà. Má gì đâu. Giờ không biết Long An Palace là gì không? Là viện bảo tàng ở đây hết. Nhưng mà tên là Long An. Ôi mấy cái bác này là mấy bác này đẹp phết. Wow. Ôi các bạn thích đi viện bảo tàng? Hầu hết tất cả những cái bảo tàng ở Hà Nội tôi đi hết rồi đấy. Kiểu dành ra một buổi chiều để các bạn đi, xong rồi các bạn xem, các bạn ngồi đọc ấy, các bạn đi chiêm nghiệm từng tí một đi. Ui nó hay vãi cả đái luôn thề. Hay là tại kiểu tôi người già đây nên là thế nhở. Bạn họp. Ui cái mình này đẹp thế nhở. Ờ cái mình này đẹp. Mình này đẹp thật ấy. Ui Long Bảo à. Vãi trưởng nhở. Ủa đây là mấy cái đồ thật hết đấy đúng không? Đỉnh vậy. Không có này nữa, giờ biết đây là gì không? Đây là đây. Phượng Bào à? Đây là à. Nguyễn. Đi rồi, hết rồi. Vì kinh thành này là được 13 đời vua là có 9 đời chúa. 9 đời chúa xong thì đến 13 đời vua. 9 đời chúa là sao ạ? À? Là chính vua phụ nữ. À, trong vị đến 13 đời vua. Cái thằng này là đời vua Gia Long nên làm vua đầu tiên là người ta xây. Xây gần 30 năm thì xong. 30 năm mới xong cái thành à? Ê, từ từ này, kiến thức mới này. Có nghĩa là vua mà là nữ thì gọi là chúa. Còn vua mà là nam thì gọi là vua. Đúng không nhỉ? Không phải đâu đúng không? Ủa thế tôi vừa nghe thế mà đúng không ta? Không phải à? À như đặc trạng Huế nơi đó là nhà tràng chúc mẹ trứng tôm chua. Tà công đình điều minh mạng. Rượu minh mạng. Cái tháng thuộc minh mạng ngâm rượu. Mà rượu ngâm chẳng còn. Dạ vâng. Cái rượu đó là thành phần gồm những gì ạ? Bây giờ đây tôi cùng kêu em hỏi anh này nói phải ngay thì anh biết đó thôi. Cho thành từng dẫn với cả người cả đồ chi đầy đủ hết. Trong đồ chi là đầy đủ hết. Nghe bảo là các người còn uống vô sung lắm đúng không chú? Tôi vào cái nào cũng tăng cường sinh lý nữa nhé. À không anh là thật đấy. Bồ thần tráng xương sinh tinh bồ huyệt. Chỗ ấy đang sửa hay sao? Chỗ... Anh Nhật ơi, lên chờ anh chị đi nè. Không thôi em lái cũng được, em biết lái xe này mà. Ồ, tự lái được. Dạ không, mình lái thì em bị mất việc mất. Đáng yêu đấy. Thôi không cãi nhau nữa, tí nữa chúng ta lên trên mạng chúng ta tìm hiểu vua chúa là gì là xong, có gì đâu, ngồi cãi nhau. Một trăm, mấy trăm vợ à? 503. 500 vợ, một vua 500 vợ à? Là có cái điều minh mạng bây giờ đó. Ôi. Nhiều người thích điều minh mạng hay lắm. Mà cái điều này á, là có cái này là phi nhất hồi trước. Đi mua rượu minh mạng cho anh. Thích chưa?
Đẹp chưa? Xin giới thiệu đi mọi người, đây là Trường Lan. Trường Lan là gì? Trời giải thích đi. Trường Lan là gì? Trường Lan là hành lang á. Đây là dải hành lang dài nhất kinh thành á. Ê, trước mình xem cảnh này ở đâu rồi nhỉ? Trong MV gì ấy, đúng không nhỉ? Oh my god. Ờ đúng. Của chị Hòa Minzu, đúng. Trên đường đi về mình tìm được cái quán cháo bò này. Ui, còn cháo bò nữa. Anh em nhìn này. Có bò này, có phèo này, có huyết này, có cả giò nữa. Ui, có quả miếng chân giò to vãi cả trường. Ui. Nóng. Có đùi bò này. Ui, có cả miếng dồi à? Dồi tiết à? Mà cháo nó lỏng đúng ý anh luôn ấy. Tí mình về mình làm thêm một bánh mì nữa, xong rồi nghỉ ngơi xíu rồi tối đi ăn tiếp. Tối giờ muốn đi đâu? Karaoke. Đi nè. Đi không? Đi hát karaoke. Sữa đậu à? Anh em biết nãy ăn cháo bò bao nhiêu tiền không? Hai tô có 90.000 thôi. Siêu rẻ, đồ ăn không ấy, siêu rẻ luôn. Tại sao có những thứ trên đời ngon như thế này mà bây giờ tôi mới được ăn hả? Hả? Vừa ngon vừa rẻ. I love Huế. Huế beautiful. Wow. Mấy ông hay là đẹp trai không? Ánh nắng nó chiếu vào ấy, mặt nó sáng bừng lên. Mẹ giống Linh Đàm thế. Tự nhiên thấy cái chat bảo là mẹ 90.000 là bị chém ý. Từ nhá, 45.000 một tô đúng không? Thực ra là nếu như mà cháo thì nếu như là một bát cháo thì nên tính topping nhiều hơn đúng không? Đấy, có cả lòng phèo, có cả dồi, có cả một cục chân giò to đùng. Thì nếu như mà để tôi là một khách du lịch để tôi trải nghiệm một bát cháo bò kiểu như thế với giá khoảng 40.000 thì tôi nghĩ là nó cũng ổn. Với cả là thời này giá cả người ta niêm yết lên hết rồi, nó đồng ý nó mới ăn, nên có cái gì cãi nhau đắt với cả rẻ. Các bạn càng ngày càng khó tính vậy. Ở hai cốc sữa đậu nành nữa. Bánh mì bột lọc. Nó sẽ ăn như thế nào? Sao đây làm món trông ngon thế nhở? Con đéo là trông kiểu muốn thử ấy. Ê, ngon nha. Cái bột lọc này nó dẻo dẻo. Nó có bánh mì lại còn ăn với cả bột lọc. Rau răm. Hợp lý đấy nhỉ. Nhưng mà nó hắc cảo ấy. Nó mì gò ấy. Đi ăn mòn Huệ. Bây giờ bọn mình lại tìm quán để đi ăn đêm. Thật sự là mình chưa ăn vặt ở Huế lần nào, nên là mình sẽ thử ăn vặt ở Huế. Hoặc là nếu mà không có thì mình sẽ tìm những cái món khác, coi có gì ngon không. Lạnh quá. Mình công nhận ở Huế lạnh thật. Mình tưởng không lạnh nhưng mà lạnh cũng phải ngang ngửa Hà Nội đấy. Lạnh rất là lạnh. Gặp không mang quần áo mùa đông nữa. Chân gà chốt á. Thật ra món này ăn nó Món tủ của tôi. Không khác gì những vùng khác anh em ạ. Chuyên ăn chân gà. Chỉ có cái là ở Huế là họ làm mặn hơn thôi. Má mày hay
tôi alo luôn, mẹ gọi 10 cái chân gà luộc nhỉ, hay 10 cái chân gà chiên mắm về ngồi gặm nhỉ. Mẹ cháy hết nước dãi ra. Đang bị đau bụng chứ. Tóc tai gì đấy? Như như đậu như bị mớt ấy. Chân gà nướng. Ô. Để tôi thử cái nha. Ngon nhỉ? Nói rõ là ngọt cảm nó hơi xương luôn. Ai có xương lên. Nè, nó ngang rồi. Có xương này và xô đốt. Mà trồng vòng đấy. Sao tối nay mà trồng vòng lên quá. Ngủ nhiều mà. Thôi thì đây cũng là đêm cuối mình ở Huế rồi. Thì mình xin phép là kết thúc video ở đây. Mình về mình nghỉ ngơi để sáng sớm ngày mai mình ra sân bay sớm để mình về quay lại Hà Nội để livestream như những ngày bình thường cho anh em nhé. Bye bye em mọi người nhé. Bye bye, see you guys. Mẹ, bất ngờ về chất lượng vlog thằng này thế nhờ. Ông edit là cứu cả chương trình ấy chứ. Được ấy. Thằng này quay là cũng đỡ động đất hơn nhiều rồi. Ok chứ. Tôi có nên lên Shopee thì tôi thể tự nhiên tôi thèm chân gà nướng với mề gà nướng đấy nhở. Giờ này kiểu mỹ miều mỹ mủng nó có ship không nhở? Chỗ nào có bán mề gà nướng không nhở? Mề gà chê chanaka. Chảy nước dãi quá. Mề gà nướng. Cơm gà xối mỡ, bò sốt vang, nem chua nướng. Mẹ ở tận Mễ Trì liền ship đến đây chắc nguội ngắt. Chân gà nướng, ốc. Ui ui, có cả ốc. Ui tôi chết mẹ, có cả cánh gà nướng này. Gọi cái đéo gì đấy? Cái gì? Hello. Nhân này. Đúng mà, đang ăn ở đâu đây? Em ăn ở chỗ Thái Thịnh đây. Nhất. Ê, anh bảo mày sắp về chưa? Đâu, em mới ra à? À thế à, ăn với ai đấy? Ăn giờ em. À, mày ghi lại cho anh này. Một miếng trộn gà đùi, nhiều rau thơm, nhiều lạc. Ôi, em mới ghé nhà đưa đồ ăn cho chị Trang đấy. Rồi, ba cái chân gà luộc. Từ, em nốt rồi đã, cái gì cơ? À, một miếng trộn gà đùi, nhiều rau thơm, nhiều lạc. Một miếng trộn gà đùi, nhiều rau thơm, nhiều lạc. Nhiều rau thơm, nhiều lạc, rồi. Nhiều lạc. Ừ. Rồi. Cho tao ba cái chân gà luộc. Ô, người ta có bán lẻ thế không anh nhờ? Nếu như đéo bán lẻ thì mua 5 cái. Thôi mua vài cái trước nha. Ờ. Với cả lấy cho anh cả nước muối tiêu. Muối tiêu chanh nữa nhá, tí một chấm mới ăn được ấy. Muối tiêu chanh. Ừ. Gia vị đúng không anh? Ừ, đúng rồi. Rồi. Đấy, ok, thế thôi là được rồi. Ok nhá, tiêm về luôn. Mẹ đói quá thề, nhanh mẹ em lại ăn nhanh lên em ơi, ăn chậm có đau dạ dày đấy nhá. Em ăn đây. Ừ, tuyệt vời quá thề, đang thèm ạ. Nào, ngồi xem vua với chúa khác nhau như nào để anh em đỡ cãi nhau nào. Vua chúa. Vua với chúa, vua khác chúa. Thế nào? À đây này. Sự khác nhau của vua và chúa đây này. Vua là quân chủ nước. Ê cái này có đáng tin không ta? Ủa ôi, kiếp bảo nó phức tạp như thế cơ à? Đây này, chúa không phải vua, hiểu không? Chúa Trịnh không thích làm vua. Ừ. Ủa ôi, đau đầu lắm các ông ơi.
mẹ có ông nào kiểu giỏi về lịch sử có thể giơ tay lên mẹ phát biểu phân tích một cách ngắn gọn vua và chúa khác nhau như nào được không nhờ? Chat GPT à? Ừ cũng đúng đấy, GPT. How I can help you today? Mày khỏe không? À rồi, ok rồi. Ngậm mồm. Vua và chúa khác nhau như nào? Xem chat GPT trả lời nhau. Vua và chúa có những đặc điểm tương đồng như việc có quyền lực và vai trò lãnh đạo, nhưng mà họ khác nhau về bản chất và mục tiêu của quyền lực của họ. Với vua liên quan đến quyền lực chính trị và chúa liên quan đến quyền lực tâm linh và tôn thờ. À. Ờ, cũng đéo đúng lắm nhỉ. Thế nào nhỉ? Vua thường được coi đứng đầu một quốc gia hoặc một nước. Vua thường được thừa kế hoặc bởi hệ thống kế tục. Một quá trình chọn vị chính thống. Tính thần thánh của vua có thể được xem xét như một biểu tượng của quyền lực chính trị. Chúa thường được coi là người có quyền lực tối cao trong một tôn giáo. Ừ, thực ra là nó giải thích này cũng đúng. Nhưng mà nếu xét về vua chúa của ngày xưa thì nó lại sai. Đéo phải. Nó đang hiểu chúa là tôn giáo nó khác. Còn chúa này của mình đang muốn sự khác nhau giữa vua và chúa. Tức là mẹ khó giải thích thế nhỉ? Cái này sai này. Mẹ câu này khó nhỉ? Vua và chúa thời phong kiến khác nhau như nào? À đây, cái này hợp lý này. Trong thời kỳ phong kiến, vua thường được là người đứng đầu quốc gia hoặc là vương quốc. Vua có quyền lực tối cao trong chính trị và quân đội. Vua thường là người quyết định về các vấn đề về quốc gia, ban hành luật pháp và quản lý quân đội. Vua có vai trò quản lý và thống nhất đất nước. Còn chúa trong thời kỳ phong kiến thường là các quý tộc, lãnh đạo địa phương hoặc là các tín đồ tôn thờ. Chúa thường có quyền lực trong các vùng địa phương và họ có thể sở hữu đất đai và tài nguyên. Chúa thường có vai trò quản lý và kiểm soát các lãnh thổ hoặc cộng đồng nhỏ hơn. Ủa, nhưng mà trong lịch sử một đất nước vẫn có thể cai quản bằng chúa mà đúng không? Cái này vẫn không đúng ở Việt Nam. Cái này vẫn đang bị hơi lai phương Tây này. Trong thời kỳ phong kiến, vua và chúa có sự khác biệt về quyền lực, vai trò, tính chất và khả năng kế thừa. Vua thường đứng đầu quốc gia và quyền lực chính trị, trong khi chúa thường là quý tộc địa phương, người quyền lực xã hội, tôn thờ thống linh. Cái này vẫn đéo đúng lắm này, đéo thỏa mãn này. Thế nào nhỉ? Tức là trong lịch sử vẫn có chúa cai quản một đất nước đúng không? Ừ. Chúa không thích làm vua. Vua không phải là chúa. Lắp đầu thế nhỉ? Này hôm nào phải đi hỏi mấy nhà sử học cái giải thích này. Thôi nói thế tạo phóng Discord để nhỡ có gì sai trái anh em lại cãi nhau nó không hay. Nhưng mà nó sau khi mà anh em tìm hiểu qua thì mình cũng hiểu được một phần là vua chúa nó khác nhau với nó giống nhau như nào. Chẳng qua nó chưa thỏa mãn hẳn 100% để cho anh em mình hiểu thôi. Chúa là một người đứng đầu một phần lãnh thổ thuộc quốc gia. Không biết. Thôi được rồi, ok. Tạm gác lại câu hỏi đấy, tí anh em tìm hiểu sau. Tôi chuyển sới bên Nemo đây, bạn nào xem tiếp thì qua bên Nemo.tv.mc nhá. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc bạn và gia đình đầu tuần vui vẻ. Bye bye, chào cả lò nhà mình. Chuyển sới đây. Chất lượng.
nhạc cũ bị bản quyền rồi. Bây giờ từ nay làm quen với cả bài nhạc này nhá. Nó hơi bao xì một tí, nhưng mà nghe thì cũng tưng tưng ấy.